Tối qua 14 tháng 6 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Giọt hồng đất Kiên Giang và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019. Tại buổi lễ, ban tổ chức tôn vinh khen thưởng 73 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang. Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Kiên Giang luôn thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận được hơn 19.000 đơn vị máu, đạt 134% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,12%. Qua đó kịp thời cung cấp lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong tỉnh, góp phần cứu chữa bệnh cho hàng trăm ngàn người bệnh. Trong năm nay, chương trình hiến máu mang tên Hành trình đỏ sẽ đi qua 5 huyện thành phố của tỉnh Kiên Giang. Chương trình hy vọng sẽ khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, xây dựng văn hóa, thói quen hiến máu ở mỗi người trong cộng đồng.